Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi thiên thứ hai nhưng sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau, nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng chúng ta hãy bẻ loài tối của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười. Chúa sẽ nhạo bán chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thịnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận giữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: dầu vậy, ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lĩnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: "Ngươi là con ta, ngày nay ta đã xin ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải." Con sẽ dùng cái gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các quan sát thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăng. Vì cơn thịnh nộ người hồng nổi lên Phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Chương 9. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh, rồi ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Ngài dạy rằng: Đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc. Cũng đừng đem hai áo. Hãy các ngươi vào nhà nào hãy ở đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. Vậy, các sứ đồ ra đi, từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Bây giờ, Hê-rốt là vua chư hầu, nghe nói về các việc xảy ra thì không biết nghĩ làm sao vì kẻ này nói rằng dân đã từ kẻ chết sống lại, kẻ khác nói rằng Eli đã hiện ra và kẻ khác nữa thì rằng một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại. Song Herod thì nói, ta đã truyền chém dân rồi, vậy người này là ai mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Giêsu. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giêsu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bethsaida. Nhưng dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng, xin truyền cho dân chúng về để họ đến các làng các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Song Ngài phán rằng, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng, ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này, thì chỉ có 5 cái bánh và hai con cá mà thôi. Và bây giờ có độ năm 000 người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người môn đồ làm theo lời chúng ngồi xuống hết thảy đoạn đức chúa giêsu lấy 5 cái bánh và hai con cá ngước mắt lên trời chúc tạ rồi bẻ ra trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân ai nấy ăn no rồi người ta thấu được 12 giỏ đầy những miếng thừa một ngày kia đức chúa giêsu đang cầu nguyện riêng môn đồ nhóm lại xung quanh ngài ngài hỏi rằng trong dân chúng họ nói ta là ai thưa rằng người này nói là Giăng Bắp tít người kia nói là eli kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại ngài lại hỏi rằng còn về phần các ngươi thì nói ta là ai phi a rơ thưa rằng thầy là đấng christ của đức chúa trời đức chúa giêsu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai và phán thêm rằng con người phải chịu nhiều điều khốn khổ phải bị các trưởng lão các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra phải bị giết ngày thứ ba phải sống lại đoạn ngài phán cùng mọi người rằng nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của cha và của thiên sứ thánh mà đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, chú Giêsu đem phi rơ và gia cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng, chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là mô xe và Eli hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. phi rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Đức Chúa Giêsu và hai đấng ấy đứng gần ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giêsu, Phêrô thưa ngài rằng: Thưa thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Vì Phêrô không biết mình nói chi. Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi Bấy giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Khi tiếng ấy phát ra thì Đức Chúa Giêsu ở một mình. Các môn đồ nín lặng không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Bữa sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống có đoàn dân đông đến đón rước Ngài, một người trong đám đông kêu lên rằng: Lạy thầy, xin thầy đói đến con trai tôi vì là con một tôi. Một quỷ ám nó, thình lình kêu la, quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẩy nát hết rồi mới ra khỏi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ đó, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa giêsu đáp rằng, hỡi dòng giỏi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào. Hãy đem con của ngươi lại đây đứa con trai vừa lại gần quỷ xô nó nhào xuống đất và vật vã dữ tợn xong đức chúa giêsu quở nặng tà ma chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của đức chúa trời khi mọi người đang khen lạ các việc đức chúa giêsu làm ngài phán cùng môn đồ rằng về phần các ngươi hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng con người sẽ bị nộp trong tay người ta nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng trong lòng môn đồ thì lấy một đứa con trẻ để gần mình mà phán rằng hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Văn cất tiếng nói rằng, Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, Đừng cấm họ vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận các ngươi. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi và một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho ngài. Song người Samari không tiếp rước ngài vì ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia cơ và dân là môn đồ ngài thấy vậy nói rằng: "Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng?" Nhưng Chúa Giêsu xây lại quở hai người mà rằng: "Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình." Rồi ngài cùng môn đồ đi qua làng khác đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng, Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng, Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng, Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng, Lại Chúa, tôi sẽ theo Chúa. Xong xin cho phép tôi trước về từ giả người trong nhà tôi. Đức Chúa Giêsu phán rằng, Ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Chương 3 Vả, trong các loài thú đồng mà giê Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết rắn nói cùng người nữ rằng mà chi đức chúa trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao người nữ đáp rằng chúng ta được ăn trái các cây trong vườn song về phần trái của cây mọc giữa vườn đức chúa trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến e khi hai ngươi phải chết chăng rắn bèn nói cùng người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu nhưng đức chúa trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó mắt mình mở ra sẽ như đức chúa trời biết điều thiện và điều ác người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình chồng cũng ăn nữa đoạn mắt hai người đều mở ra biết rằng mình lỏa lồ bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân lối chiều nghe tiếng jehovah đức chúa trời đi ngang qua vườn adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt jehovah đức chúa trời jehovah đức chúa trời kêu adam mà phán hỏi rằng ngươi ở đâu adam thưa rằng tôi có nghe tiếng chúa trong vườn bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình đức chúa trời phán hỏi ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng thưa rằng người nữ mà chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi Va đức chúa trời phán hỏi người nữ rằng ngươi có làm điều chi vậy người nữ thưa rằng con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi Va đức chúa trời bèn phán cùng rắn rằng vì mày đã làm điều như vậy mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật các loài thú đồng mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời ta sẽ làm cho mày cùng người nữ dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau người sẽ dày đạp đầu mày còn mày sẽ cắn gót chân người ngài phán cùng người nữ rằng ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi ngài lại phán cùng adam rằng vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn. Vậy, đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi tráng mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Adam gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Jehovah Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Eden đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thần Cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Chương 4 Adam ăn ở với Eva là vợ mình. Người thọ thai sinh Cain và nói rằng Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sinh được một người. Eva lại sinh em Cain là Aben. Aben làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dân cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dân chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đói xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao Còn như chẳng làm lành Thì tội lỗi rình đợi trước cửa Thèm ngươi lắm Nhưng ngươi phải quản trị nó Cain thuật lại cùng bên là em mình Và khi hai người đương ở ngoài đồng Thì Cain xông đến bên là em mình và giết đi Đức Giê-hô-va hỏi Cain rằng bên em ngươi ở đâu? Thưa rằng, tôi không biết Tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa xả là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sinh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Cain thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. Này, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất, rồi sẽ có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Giê-hô-va phán rằng, bởi cơ ấy, nếu ai giết Cain, thì sẽ bị báo thù bảy lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Cain, hầu cho ai gặp Cain thì chẳng giết. Cain bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Eden. Đoạn Cain ăn ở cùng vợ mình nàng thọ thai và sinh được hê nóc cái xây một cái thành đặt tên là hê nóc tùy theo tên con trai mình rồi hê nóc sinh iraq iraq sinh mehu yaen mehu yaen sinh me saen metu saen -sa sinh lemek lemek cưới hai vợ một người tên là ada một người tên là sila ada sanh yaban Gia Banh là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật. Em người là Du Banh, tổ phụ của những kẻ đánh đờn và thổi sáo. Còn Sila cũng sinh Tu Banh In, là người rèn đủ thứ khí giới bén bằng đồng và bằng sắt. Em gái của Tu Banh In là Na Ama. Lê Mét bèn nói với hai vợ mình rằng, Hỡi Ada và Sila hãy nghe tiếng ta. Này, vợ Lê Mét, hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Nếu Cain được bảy lần báo thù, Lê Mét sẽ được bảy mươi bảy lần báo oán. Adam còn ăn ở với vợ mình. Người sinh được một con trai đặt tên là Seth vì vợ rằng Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho Abel mà đã bị Cain giết rồi. Seth cũng sinh được một con trai đặt tên là Enoch. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con, thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-su quý, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dễ con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa trời toàn năng và phước hạnh. Con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh nguyện radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.